Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mấy anh chào quý cô chú chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu ha. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì vị trí em đang đứng cách biển Phước Hải khoảng 1 km, tới ngay cái bảng xanh xanh kia ha. Rẽ phải là về thị trấn Đất Đỏ, rẽ trái là về chợ, về biển Phước Hải nha quý anh chị. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90 km ha. Thì hôm nay em có sản phẩm cách cái đường ven biển này khoảng tầm 30 m ha, sau lưng cái biệt thự này ở phía bên tay phải ha. Còn hướng này là đi về biển Lộc An, đi biển Hồ Tràm, một cấp là đi Bình Thuận, đi hướng này nha quý anh chị. Đường này đường ven biển ha. Thì cách biển Lộc An khoảng tầm 4 km, cách biển Hồ Tràm khoảng tầm 15 km ha. Thì hôm nay em có sản phẩm trong này, một lô đất ha. Để em quay cho quý vị xem. Đi vào ngay cái biệt thự này. Và đường này là đường thông luôn ha. Đường mình là đường bê tông, ô tô vào thoải mái quý vị ha. Đường này là thông qua đường Võ Văn Kiệt luôn. Đi chạy thẳng qua bên kia tí nữa em sẽ quay cho quý vị xem. Đâm ra Võ Văn Kiệt luôn ha. Thì từ vị trí đường ven biển đi vào đây đúng 30 m là tới lô đất đây. Quá đẹp luôn. Ở đây thì khu dân cư đông đúc rồi quý vị ha. Khu dân cư đông đúc. Đầu đường đi vào mình có biệt thự đẹp luôn. Có biệt thự lớn luôn quý vị. Thì lô đất của mình thì em xin nói là tổng diện tích của mình là 467 m2. Ngang từ cái mấy trụ điện này ha. Qua bên này là 14 m2. Tới cái trụ này 14 m2 này. Sâu vào trong là 30 m và nở hậu là 17 m4. Tới bức tường luôn nha quý anh chị, tới cái bờ tường luôn. Cái đường này đường đi vào những cái nhà người ta ha. Đường đi vào nhà người ta thì em quay lên đó. Đất mình là cao ráo bằng đường quý anh chị ha, không có thấp, cao ráo bằng đường. Phía sau có bức tường, tới bức tường luôn. Quá là đẹp luôn quý anh chị. Chủ đã lên 100 m thổ cư rồi, xây dựng tự do. Đi ra đây rẽ phải là ra đường Võ Văn Kiệt, đường ven biển luôn. Để em quay cho quý anh chị xem. Giá chủ đang kêu chỉ có 3,5 tỷ thôi quý anh chị. Khá là mềm luôn ha. Thì em xin nói là cái mặt tiền của mình là 14,4 m này. Đây, bám mặt tiền đường bê tông là 14,4 m. Sâu vào trong là 30 m và nở hậu là 17,4 m ha. Cách khoảng 30 m là tới đường ven biển rồi đây ha. Bây giờ em sẽ quay ra đường ven biển phía bên Võ Văn Kiệt cho quý anh chị xem. Quý anh chị nào mà quan tâm cái lô đất thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu thì inbox cho em gần biển Lộc An và biển Phước Hải ha. Thì cái lô đất của mình nằm trên một đường bê tông nhưng mà thông ra hai đường biển hết cho quý anh chị. Đường ven biển trong này và đường hướng này. Đây rẽ trái này, lên 50 m rẽ phải là ra Võ Văn Kiệt luôn. Ở đây là khu dân cư đông đúc rồi, điện nước đầy đủ quý anh chị ha. Đi biển, đi chợ, đi trường học các thứ rất là gần. Trong vòng phạm vi khoảng tầm hơn 1 km là đến rồi. Rồi bây giờ em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem luôn. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem luôn ha. Quý vị ha. Thửa đất số là 16 tờ bản đồ 79, địa chỉ là xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 467,3 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình. Đất của mình là quay về hướng Tây Nam, quý anh chị nào hợp hướng Tây Nam thì inbox cho em, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Và đây là cái quy hoạch của mình này, mặt tiền đường bê tông, đất của mình là phủ hồng toàn bộ hết, ngang là 14,2 m, sâu vào là 30, phía sau nở hậu 17,4 m, cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây nè. Đây đi ra đây đúng 30 m là tới đường ven biển rồi ha. Đấy. Vị trí mình đây ra đây nè. Vài trăm mét là tới đường Võ Thị Sáu, đường 44B đây, 44A đây ha. Và ra đây là biển nè. Đó, ra đây là biển Phước Hải rồi. Lên đây là đi lên thị trấn Đất Đỏ nha quý anh chị. Hướng này là đi về Lộc An, đi về Hồ Tràm nha. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm sát đường ven biển thì inbox cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.